Bà đó bà đang làm trò gì vậy ta? Chuyến này tao sẽ tiễn vong tụi bay đi hết. Hả? À, thì ra là bà chơi trò mạo hiểm. Bà chơi xong đi, rồi tôi lượm dép. Chị kia. Hả? Bà đang làm cái trò gì vậy? Bà biết cái tính mạng quan trọng lắm không? Tao có làm trò gì đâu. Cái hũ đường nó bị kiếm, tao liền xuống cho nó hết kiếm. Trời ơi, bà giục 100 hũ cũng vẫn còn kiếm nữa. Bà xuống đây, tôi chỉ bà cho. Mày là ai? Tôi xin giới thiệu với bà, tôi là chuyên gia bên đường. Kiếm nó vô đường, em chỉ bằng cách nào? Nhà có bình xịt không? Có, ở sau nhà. Bà đứng ở đây, bà chờ tôi một chút xíu. Hả? Cái thằng này nó làm cái gì mà lâu dữ vậy ta? Ê, hồi nãy giờ tôi xịt nguyên con đường này nè, tôi có thấy con kiến nào đâu. Mà bà nói đường có kiến. Ủa, kiến ở trong hũ đường này nè, chứ đâu phải con đường đâu. Hồi sớm giờ bà không nói, bà làm mất thời gian của tôi. Trả mình xích cho bà nè. Mày mới làm mất thời gian của tao á. Hồi nãy giờ tao liễn với mưa rồi được rồi. What? Rồi cái vụ gì nữa đây? Bà nghĩ sao mà bà nhờ ông đó vậy? Tôi sao bà không nhờ? Nè, mày giỏi mày làm cho hết kiến cho tao cái coi. Bà có cái ghế không? Vô lấy cái ghế giùm tôi đi. Nè, ghế của mày nè. Bà nhìn cho kỹ nha. Tôi chỉ làm một lần duy nhất thôi nha. Bà thấy chưa? Hồi đó giờ có con kiến nào mà ăn muối không? Rút kinh nghiệm nha. Tôi đi à. Hai anh kia đứng lại, đi về cho thuốc nè. Ai hút thì mà. Hồi nãy tao nhìn cái ống quần là tao nghi rồi.